mình lại đi thăm bẫy tiếp tục nha các bạn. Nãy giờ cũng cả chục tay không dính nào các bạn ơi. Rồi, em mình đi thăm cái luồng mà nó nào có, nó kêu mình nghe cả nhà. Thì lời đầu tiên xin chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn chia sẻ, ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy nha cả nhà. Xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay anh em mình có chuyến đi thăm bẫy rắn nha cả nhà. Hôm ngày mưa bão quá trời nên không có đi thăm được. Dưới theo phần nó thắt nữa. Hôm qua anh em tổ chức đi bắt chuột cũng được thành quả là 4 em cơm, 1 em cống nhum và 1 em hổ nón ký mốt nè cả nhà. Bữa nay anh em mình tiếp tục tới ngày đi thăm bãi gắn, hy vọng là bữa nay anh em mình sẽ trúng lớn nha cả nhà. Hôm nay có nắng lai gai lai, hôm ngày mưa bão quá, mưa bão không có làm được cái gì chứ. Thăm gắn thì thắt nữa, hy vọng bữa nay trúng lớn. Thì anh em mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của anh em mình. Thì rất mong được sự ủng hộ của cả nhà cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng xem, cho anh em mình một like, một đăng ký như một chia sẻ để ủng hộ có thêm cái tinh thần động lực để ra những video tiếp theo. Rồi, cùng theo chân anh em mình đi thăm bẫy nha cả nhà. Clip nào có cái bẫy nào có dính thì mình quay lại cho cả nhà xem, để tránh mất thời gian mấy cái bẫy không dính mình không có quay nha cả nhà. Rồi, mình cùng đi thôi. Nhiều tay rồi. Gần hết lưới mấy bạn ơi. Lộn lè lử luôn, không dính gì chân mấy bạn. Rồi, cuối này mình có nhiều tay nha. Bờ này mới hỏi mình giăng mấy tay mà chuột cắn quá trời mấy bạn. Quá trời chuột. Em mình cuốn chân rồi, nó giăng lại con tay này, con tay đây. Tay này người giăng trọt chín luôn nè. Kìa. Kìa luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, nãy giờ lội mà bây giờ. Ê ê, hai con hay vậy? Đâu? Hai con. Đâu? Nè, đâu đây con dưới con kìa. Trời ơi, bẻ luôn cái đại trời. Nè mấy bạn thấy không, cái đại mình nhổ luôn nè. Nhổ đại luôn nè. Trời ơi, hai con chút nữa. Hai con mấy bạn ơi. Nguyên cặp, nguyên cặp. Và đã mấy bạn ơi. Cái này chắc mình phải gác dựng máy lên tiếp nha mình quá. Để nó nhổ lâu bầu. Ừ. Đem bận đi. Hai con. Quá đã. Ê cái con kia nó coi kia nó còn sống không, nó kẹt cái đầu quá trời luôn tâm ơi. Vì vừa hết đừng hơn chắn lấy. Ôi dồi ôi. Hai con này chắc khoảng bao nhiêu con, cái tâm con kia quá trời bự luôn kìa. Ôi dồi, cái con vàng đó cả ký hơi bự bằng con ngang qua luôn đó. Quá mệt. Cái quậy một vùng các bạn ơi. Ở đâu giờ? Không có ai đâu, tình thấy trời ơi trời, thấy mơ các bạn ơi. Đã gì đâu mà tay mà. Lộn chết không dính, họ dính được hai con. Để mình dựng máy lên. Cái gì mình tiếp đó. Ai, quá đã mấy bạn ơi, nãy giờ không dính. Lội cũng sạc kháng luôn. Để họ dính được hai con. Đây, mình cũng y như cũ nè nghe mấy bạn, hai cái túi. Nãy giờ đâm không dính máu nữa, một đống lưới gắt nãy giờ nè. Bạn nhìn thấy đi, nó không dính. Mà chủ cắn vậy nè. Nè, đó. Chứ cái thuốc của mình nó gầu đó chứ cũng không có gì chân á. Nãy giờ đem lưới thôi mà không văng được ta nào chứ. Rồi, dựng máy này. Hai cái này đã gắn máu mà nãy giờ đã chưa đâm được con gắn máu nữa. Bữa nay tưởng đâu đi về xe không nữa rồi chứ. Đi về xe không nữa rồi các bạn ơi. Thật thù quá. Giang trăm tay hai tiếng gần trăm tay bạn, mà giờ còn chừng khoảng 70 để chuột cắn lâu về không giăng lại không được. Còn nè thằng nắm đuôi này xích đó đi, chặt đầu nó đi, máy quay thấy rồi thấy thấy. Ồ nó xiết cái tay anh nè. Ừ, nó xiết tay anh không ẻ mày. Ô, nó siết cái tay mình nè mấy bạn ơi. Đây, đưa con đó anh Vĩnh nha. Được. Rồi nó thở kì kì kìa. Dính quậy, dính đụng đi. Mới dính chiều qua. Ô, nó siết cái tay mình nè mấy bạn.
kéo ra. Kéo kéo đi nửa đêm. Lùn thứ cũng như nó hết nắng, có thì mưa lại đi, nắng lại đi. Đi cái đi nguyên cặp đá cả. Đi đi dính cặp. Sư phụ của mình đó mấy bạn, giấu mặt mình không nói được nha các bạn. Văn năm ngoái con tay dính 4 gắn con ngựa các bạn. Tay 4 con. Một tay một 4 con. 4 con mà 4 gắn bự không chứ, 4 con gắn gần 3 kg rồi. 4 con bành bành không. Ồ con này nó bị gì cắn chạy lên. Cắn chuột cắn cũng bị con này kia nó. Nó ngồi nó mổ vô lưng ta, cắn lưng ta. Ủa con đó cái đuôi còn ngắn là con ngắn đực hả? Ủa ngắn cái hả? Ngắn cái. Ngắn đực. Đây anh rồi anh. Rồi, một con nghe cả nhà. Mình xử lý con kia rồi mình cho con này mới dính nè, con mới dính chiều qua. Con này nha. Con đó con này mới dính. Bữa nay mình chơi liều dám bắt luôn đó. Con này mới dính nè, con nó dính nhiều qua. Trời ơi, găng nó đưa vô cái bịch liền. Ai, vô túi nha nè. Hôm nay chắc khoảng 6-7 lạng, 7-8 lạng nha cả nhà. Từ 8 lạng trở lên. Con này chắc bằng con ngày qua chắc ký mốt à. Cũng chơi xếp là 9-8 chẳng. Con nó bự hơn. Con này đúng là ngắn cái ha, nó tròn lũi hả. Cái nó quạp xuống. Ra mấy bạn thập chí trong năm nó dở găng nó luôn mà. Ngáp lại cái là dính găng ngáp lại thật cũng côn bánh thanh thật nữa ngáp lại trắng lưới con này mình đi chảy là chết con này mới dính con này nằm con đó nó nằm mình đó thôi rồi vô. Nãy giờ lội mất chết luôn hai anh em lội gần hết lưới nghe cả nhà vô được cặp này quá đã rồi còn luôn nữa nghe các bạn uổng công này mới con luôn hả còn đẹp luôn. Không có uổng công anh em mình nãy giờ đi nha quá trời luôn à, người nào nấy nói chuyện cũng hết nổi luôn á đuối cảm giác nó không dính nó mệt tại ngày qua anh đi bắt chuột nữa đó mấy bạn. Lâu lâu lỡ bắt chuột cầm ba khía cây rồi mình sọt sọt mình quậy đó các bạn đi mình chứ hả. Gỡ được nè các bạn. Bạn thấy gì không? Quá đã. Cho nó vô túi này luôn. Túi không. Vô còn nghĩa đó mày. Nghĩa hả? Ừ đó. Trong cái sẹo thân chưa cho mình. Dạng như đá vậy đó, nghĩa không có cứt bông gì. Nhờ được rồi mình đi xiên văn ca này ta là mới văn được rồi. Được rồi nhớ em nói đắng ấy hôm bữa đắng chuột cắn đó. Đây mấy bạn ơi, một túi đã không? Bán hai con cái nặng rồi. Rồi. Nãy giờ chưa dính con nào chứ mấy bạn. Dính tàn con mừng quá. Một đống ba cái cây ấy. Lưới không? Lưới hư không đó. Thủ hai túi luôn mới ghê. Túi này đây mình đừng gắn hoành nha. Ê ui ui. Có hai con cái kìa có ai không? Hai con cái nè mấy bạn ơi. Này có 2 kg khỏe luôn Tâm. Quá đã rồi các bạn ơi. Ngày hôm qua em ngày hôm qua nữa là 3 kg rồi. Em ngày hôm qua cũng bự bằng con đực nãy nha cả nhà. Ngày hôm qua về căng ký mốt mà trừ cái áo chắc còn khoảng ký nha cả nhà. Rồi. Em mình nó chuẩn bị
sửa lưới đặt lại nha. Mà tạm ngưng đi coi có gì nãy tiếp. Văng đây người ta trở lại đắng văng tay nữa. Trắng trắng xin sao vậy? Chỗ có gắn gần mẹ. Rồi, mẹ mình văng lại các bạn xem nè. Quay hiện dạ. Trường vụ án. Bên cạnh đó chứ. Ồ. Oh. Còn rồi cũng có đuôi đuôi quá gì. Rồi. Mình đặt lại mình đi thăm tiếp thôi. Anh em mình tiếp tục đi xuống thăm cái luồng thứ hai nha cả nhà. Nãy luồng ở trên được hai con hai con hổ nón. Ồ, đây mình có tay nha cả nhà. Còn lượng ngắn nước nè. Nước này cũng nhỏ hơn bữa không. Ồ. Một em ngắn nước nha cả nhà. Anh này chắc có 3 lạng quá. 3 lạng hơn 3 lạng. Rút lên đây lên nhổ đại rút lên nước ngập dễ nhổ. Rồi em mình sẽ xử lý nó nha cả nhà. Xử lý nó bạn ơi quá quắn rồi. Quá quắn rồi nhổ cây đó lên luôn đi. Đem lên đây nè. Rồi hướng này hướng ngược mặt trời nó không sáng. Dưỡng cả lưới bạn ơi. Này có con mà cũng không bự không nên mình không có dựng máy tiếp em mình nghe cả nhà. Này, em xử lý được. Tính hồ hầm mà đứng nước nha. Ngon quá. Như bể lên. Các bạn thấy bờ chuối này thấy quá lý tưởng luôn. Mặc dù nó trống thiệt nhưng mà dễ có hô hành lắm. Bây giờ nơi nguy hiểm là nơi an toàn ha. Tại vì mấy cái chỗ mà bịt giờ mấy bạn đồng nghiệp mình đặt lợp chống là nói chung là mình văng không được. Kiếm mấy chỗ bịt bịt cỏ mình văng dính. Người ta đặt 7 lợp chân rồi. Thôi mình bỏ vô túi gắn máu đi để nó cắn mấy gắn kia các bạn ơi. Mãi luộn chảnh cũng được hai con hổ ngựa rồi. Rồi nha, mình bỏ vô túi gắn máu nha. Túi gắn máu nó có hơi máu máu nên là mình không có quay sát xuống được nha cả nhà. Tại đâm đâm mình chỉ. Rồi. Em nước. Rồi nha, mình xử lý tay lưới sửa lại rồi nó văng lại nha. Mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà. Chỗ này như thế này quá ngon. Cho cả nhà xem nguyên cái vườn chuối. Tiếp tục. Đây mình có một tay cả nhà. Cái này bữa hôm gặp con gắn lãi không? Dính hai, dính hai. Ai có còn có dính hai với con gì nha các bạn. Để nghe mình xuống xem. Ồ, 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 hành, hành sắm không? Thì phải chắc. Sắm, 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 sắm gà. Đâu, đâu, nướng đến. Văn, à. Hổm gà sẽ nổi nước mà ngập lên. Ồ, dạ. Mà đi sát miếng nước đi. Sắm nữa rồi. Ừ, thơm hành, hành nực nồng chứ. Rồi, mình đem lên để xử lý. Con này chắc bằng con của hổm á. Ừ. Có 400g, 450g. Rồi, cho nó vô túi đi. Cắt rồi. Con này chắc cũng mới dính hay không? Mới dính tối. Có thể thơm hành lên rồi. Mặt này dễ quá. Bờ đó các bạn thấy nhìn thấy cái bờ gì? Đúng ra là thấy gắn hổ ngựa ha, vô lái nha. Là như khu này không có. Vậy mà dính hổ hành mới độc chứ bờ bạn thấy nhìn ngon ngon đâu. Thế này thấy hổ ngựa dính hổ hành. Bờ thấy hổ hành thì lại dính nước.
nhiều khi mình không hiểu nổi. Thì mình làm này mấy bạn giống như là chè cho gì mình ăn đó đi chứ cũng không hiểu nổi. Chỗ nhiều khi mình đón giang khê dính, mà nhiều khi mấy chỗ điểm ngon á thì đồng nghiệp của mình cũng suy nghĩ như mình, điểm ngon cái ăn súm lại đó giăng nó đặt lợp nữa mấy bạn, bắt hết trơn. Năm nay nói chung là mình thắt quá trời săn bắt năm nay nó ít. Hay là nó sợ lên truyền hình mấy bạn. Mấy năm trước mình làm hay là chưa làm kinh này ha, nó mấy bạn đi dính trời ơi trời thôi. Gỡ cái mỗi tại. Rồi. Rồi dễ liền ha. Đấy, chỉ cho ngâm với nước mà. Ngâm nước nãy nữa các bạn. Đây nãy cho nó vô với ngựa đi, vô gắn nước cắn à. Nãy con ngựa gối luôn trên á. Bữa nay trúng mánh rồi. Im. Vô em này bù lê bữa trước nghe lội không có một con, mình không có up clip lên luôn mấy bạn. Làm như mưa quá nó không dính. Ừ. Các bạn thấy không, gài sao mấy ngày nó không ra clip, lý do là thăm cái quận trước không có dính con nào nên mình không quay clip được. Nghe mấy bạn. Đây, nặng túi rồi đấy. Ừ. Trời ơi, nặng. Nước mình bỏ bên chung máu. Nước nghe mình bỏ chung với máu nè. Trước nha cả nhà, buổi trước cả hai anh em mình đi thăm không dính một con nữa nên không có up clip lên được. Lộ về tới nhà nằm vải tải hết trơn rồi. Rồi đi bắt chuột luôn hả? Đi bắt chuột, qua buổi sau đi bắt chuột luôn. Tính quay lại cái hiện trường nằm bài tải thắt chặn trở về luôn. Rồi anh em mình nó đã dăng lại nha. Rồi tới tay nào có dính bấm máy các bạn nha. Hôm nay mình về tới nhà nha mấy bạn. Quá đuối các bạn ơi. Rồi em mình nó đem ra tổng kết cho bạn xem luôn nha. Rồi đem ra tổng kết luôn tâm ơi. Thành quả của mình là nấm rau đồng trái cam. Rồi, tổng kết luôn tâm. Nó thấy ghê không? Chào mấy bạn nhé. Chào bạn. Chào cả nhà chứ. Cái nhà mấy bạn gì cũng giống nhau. Thôi để cho cha tổng kết. Rồi. Cầm lại luôn hả? Đấy hả? Rồi thành quả là một em hậu hành, hai em hậu nón, một em gắn nước với một túi gắn mối nha cả nhà. Rồi cho anh em mình kết thúc clip này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha, và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Đây các bạn ơi. Hai con đường lái, không phải chạy quá sậy, không bò được. Trời ơi, chạy liền, vô ra chạy liền thôi. Rồi, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chào cả nhà cái luôn tâm. Rồi, chào cả nhà luôn ha, giờ hai gắn quán mình rồi các bạn ơi. Rồi, thôi.